Chúng ta có thể ngắm thấy rằng là họ dùng toàn bộ những linh kiện rất là xịn, đều là những linh kiện chất lượng cao. Có thể thấy là cái jack đầu tiên là cái jack đã, cái jack cắm mic đã xịn rồi. Tiếp theo đến là những cái linh kiện, anh em có thể nhìn nhé, toàn bộ linh kiện rất là dày đặc. Chip thì sử dụng là chip BCM, dòng chip cho chất độ âm thanh chất lượng. Những cái jack cũng rất là jack sắc nét đó, jack Newtrix đầu ra. Tụ xuất âm thì toàn bộ được sử dụng là tụ Rubicon, rất là xịn. Chip DSP to tướng rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta tìm hiểu cái phần kỹ hơn của con vang Audio TMX xin được gửi lời chào đến toàn thể anh chị em yêu nhạc và ca hát nhé. Ngày hôm nay thì em giới thiệu đến anh em một cái sản phẩm có thể nói đang rất là chất lượng và rất là hot trong cái đợt cuối năm của năm 2020 và sang đầu năm 2021 này. Chúng ta có thể nói đây bây giờ đang là đầu năm 2021 rồi, vì tính lịch dương mà. Thì đây là cái sản phẩm vang của Siso với model là Q520. Thế thì sản phẩm này có những cái gì đặc biệt, có những cái ưu điểm gì nổi bật thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta khám phá. Thế nhưng trước tiên là để cho cái sản phẩm này dùng được ổn định và chất lượng thì đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến cái phần mềm của nó. Thì em sẽ hướng dẫn cái anh em cái cách để chúng ta lấy cái phần mềm chuẩn nhất từ trong con vang ra, bởi vì con vang này đang được sử dụng cái phần mềm mới nhất, đó chính là phần mềm V27.01. Được chưa? Đây là V27, tức là cái phần mềm mới nhất. Thì chúng ta sẽ cần phải để cho không bị nhầm thì chúng ta nên copy cái phần mềm ở trong con vang ra và chúng ta sử dụng. Thế làm thế nào để copy thì em sẽ hướng dẫn anh em luôn. Rồi chúng ta sẽ đi vào những cái vấn đề sau, bởi vì nếu không chúng ta không biết chúng ta dùng nhầm phần mềm thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Đầu tiên là chúng ta phải cắm cái jack USB này vào nha. Cắm vào. Rồi một đầu còn lại thì anh em sẽ cắm vào con máy tính của mình. Sau khi cắm máy tính vào thì anh em nghe thì sẽ thấy cái tiếng tí tòng một phát, đúng không? Để mà cóp được cái phần mềm ra thì anh em ấn cho em cái nút input và cái nút music nha. Ấn đồng thời này, dùng hai tay này, ấn vào này. Thì trên màn hình sẽ hiển thị số 00. Ngay lập tức trên máy tính nó sẽ loát. Nhá, nó sẽ loát ra. Đây, nó sẽ loát ra và nó lên một cái dạng một cái ổ USB. Thì anh em có thể vào cái phần đây, chúng ta sẽ nhìn thấy này, ở My Computer của chúng ta sẽ thấy một cái ổ USB ở đây. Chúng ta sẽ mở ra. Trong này thì sẽ có chứa cái phần mềm V27. Và chúng ta nên Ctrl C hoặc nhấn chuột phải. Được chưa? Chúng ta nên nhấn chuột phải và chúng ta copy nó đi ra ngoài cái máy tính của chúng ta để chúng ta lưu giữ. Được chưa? Khi chưa copy ra ngoài cái máy tính của chúng ta để chúng ta lưu giữ rồi thì lần sau anh em dùng là anh em cứ thế mở ở trong cái máy tính của chúng ta ra. Đấy, chúng ta nhấn vào copy nhá. Đó, được chưa? Rồi, đấy là cái vấn đề như thế. Còn đương nhiên là em đang lưu giữ ở trong máy tính của em rồi. Và sau khi mà anh em copy xong rồi thì chúng ta sẽ lại nhấn input và music để chúng ta thoát cái chế độ đó ra. Rồi anh em bắt đầu chúng ta tiến trình, chúng ta cân chỉnh. Được chưa? Thế thì cái sản phẩm vang Siso này, đây là một cái phiên bản mới ra. Có một cái thiết kế, đầu tiên chúng ta phải nói đến nó rất là đẹp, rất là sang trọng. Vì cái mặt trắng này, và cái mặt này thì sau này chúng ta có bẩn hay có cũ, mặt này thì khẳng định là không bao giờ cũ được rồi. Thế nhưng mặt này là chỉ có bẩn. Bẩn thì chúng ta sẽ lấy một cái khăn ẩm hoặc một cái khăn chúng ta lau thì nó lại sáng lại đẹp này. Tức là cái mặt này có thể nói là cái mặt bền theo năm tháng. Được chưa? Bền theo năm tháng. Trong khi đó cái thiết kế thì rất là sang trọng và đẹp. Thế nhưng có một cái mà chúng ta cũng phải nói luôn, và em thì nó luôn đi vào cái thực tế, là ở cái sản phẩm này nếu như em đang đoán đây là cái lô cuối năm và đang rất là gấp, cho nên là cái máy móc khi họ setup gia công là bị lỗi. Cho nên khi bị lỗi là nó sẽ có hai cái vết này. Anh em có thể nhìn thấy hai cái vết này, nếu như để em thì được gọi là phê bình. Bởi vì cả một hãng mà chúng ta bị lỗi máy như này, xong là họ bắt đầu họ mài. Họ mài thì nó thành cái vết này. Tự nhiên nó làm cho nó hoặc là đây là cái vết cố tình để đánh dấu đây là cái tai. Nhưng đúng là chỗ này mà họ làm phẳng được đi thì là đẹp nhất và chất lượng nhất. Thật tuy nhiên là đây nó không phải là cái quá ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh sản phẩm của chúng ta, mà chúng ta đang nói đến là cái thẩm mỹ. Còn nếu nhìn về mặt tổng thể, chúng ta vẫn thấy rằng nó rất là đẹp. Và em đang ghép với một combo ở đây, nó rất là đẹp. Tiếp theo, đang nói đến cái vấn đề thẩm mỹ bên ngoài thì chúng ta lại thấy được cái chất lượng ở mặt sau của sản phẩm. Đó, đây là cái mặt sau của sản phẩm. Thì mặt sau của sản phẩm được dùng với 4 lỗ mic, và 4 lỗ mic này tương đương với 4 group mic riêng biệt.
nó rất là tiện ích và rất là hữu hiệu cho chúng ta, để chúng ta có thể cắm mic 1, mic 2, set trầm ấm khác nhau, vang nhại khác nhau, mic nhiều echo, mic reverb, một mic guitar và một mic trống chẳng hạn. Rất tuyệt vời. Guitar thì cho một tí vợt, còn trống thì phải để nguyên vẹn. Anh em thấy nó tuyệt vời không? 4 mic và 4 group mic riêng biệt, rất chi là ok, rất chi là cấu hình rất là mạnh rồi. Với cổng quang in out đầy đủ, rất là hữu hiệu. Out là chúng ta có thể xuất ra để chúng ta chạy cho những cái thiết bị kỹ thuật số ở ngoài. In là chúng ta sử dụng cổng pin đầu vào. Và đương nhiên là cái jack Canon thì toàn bộ được sử dụng là jack mạ vàng. Và anh em có thể thấy được là cái mức độ sang trọng, rất là sang chảnh của con vang. Đây là sản phẩm chính hãng của ABV nhá. Anh em có thể thấy đẹp. Và đây, rất là đẹp. Có thể nói là đây là một trong những con vang mà em thấy là nó cũng rất là đẹp. Trong những con vang đẹp như này thì nó còn có một cái con là con S750 của DV, cũng rất là đẹp, cũng mặt trắng như này. Đó, thì anh em có thể thấy đấy là về cái bên ngoài. Còn về cái bên trong thì theo như thông điệp bình thường hàng ngày, hàng năm của em, thì đối với mỗi một sản phẩm thì em hay phân tích về cái phần cứng bên trong để xem cái phần cứng như nào. Thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng cải thiện và nhìn thấy ở đây là cái phần cứng ở con vang này. Nó đang là con vang mới nhất, cho nên là nó vẫn mang, mặc dù nó là vang mới nhất nhưng nó vẫn mang cái đặc điểm và đặc chất của cái dòng vang Shiso. Được chưa? Không có gì thay đổi cả. Đây là đặc điểm của vang Shiso. Thường thường thì vang Shiso về phần ruột máy rất đơn giản, nhưng chính vì ruột máy đơn giản mà nó vẫn mang được cái chất lượng âm thanh hay, cho nên là phần mềm nó mới rất là bảo mật. Chính vì nó bảo mật là nên là đấy là lý do vì sao mà ngay đầu video em đã hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta copy cái phần mềm, không may là chúng ta nghịch sai phần mềm hoặc là có những cái dữ liệu sai, thì con vang nó có sẽ gửi cái thông điệp là đây là đang gặp cái trường hợp bị copy, bị sao chép, vang sẽ khóa lại. Chính vì vậy là bây giờ là Shiso là anh em sẽ thấy là nó gần như chưa có vang nhái. Được chưa? Chứ còn nếu như một con vang nhái, một con vang Shiso mà với cái phần cứng đơn giản như này làm nhái rất là đơn giản luôn. Thì ở đây anh em sẽ thấy này, chúng ta cùng đi xem này. Về phần PCB của phần mạch nguồn thì em thấy đã cải thiện được sử dụng cái lớp mạch vẫn là mạch phít thủy tinh FR4 thôi. Thế nhưng mà cái sơn màu đen này và em thấy là nó đang đảm bảo hơn. Toàn bộ đây cũng đều làm sử dụng mạch màu đen nhá. Cho cái phần cứng cáp hơn. Tuy nhiên là cái mạch thì chúng ta không nói, nhưng ở đây này, toàn bộ hệ thống jack được sử dụng cái jack Canon chất lượng hơn và nhìn nó có phần sắc nét hơn so với cái phiên bản cũ. Đó, chất lượng hơn nhá, anh em thấy không ạ? Nhìn cái jack đã thấy thích rồi. Một dãy tụ xuất âm, toàn bộ đều được sử dụng tụ Rubicon, một trong những cái thương hiệu tụ rất là nổi tiếng. Và chính với cái sự nổi tiếng này, chất lượng âm này, thì cái tụ xuất âm nó sẽ xuất ra được cái âm thanh rất là sắc nét và chi tiết. Ở sản phẩm này đang được sử dụng, chúng ta nhắc đến BCM và nhắc đến cái hãng chip này thì anh em đều đã biết rồi, rất là nổi tiếng rồi, cho được cái chất âm sắc nét và chi tiết. BCM3168 nhá. BCM3168. Chip BCM, được chưa? Thì đối với cái chip BCM này thì vẫn là cái tần số lấy mẫu là 192 kHz, với cái bit mã hóa là 24 bit, và với cái độ nhạy là lên đến 112 decibel. Trong khi đó thì đối với cái chip BCM to này, đây là một cái chip to luôn, thì nó có thể tích hợp, ở bản thân trong cái chip này nó có thể tích hợp được 6 đầu vào. Thì chúng ta đang thấy là chúng ta đã sử dụng được hết 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đầu vào. Được chưa? 6 đầu vào và 8 đầu ra. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đầu ra. Được chưa? Còn tín hiệu đầu vào cổng quang này thì được xử lý trực tiếp bằng chip tổng, mã hóa. Đó, thì đối với cái chip này thì nó là cái chip của hãng, cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Thế thì tại sao mà đối với vẫn là hầu hết tất cả những cái vỉ mạch như này của Shiso mà tại sao nó lại có cái chất lượng khác nhau? Và tại sao vẫn là chip này mà tại sao có những con vang đắt và con vang rẻ? Thì em nói thật sự với anh em là nó liên quan đến cái chất lượng của con chip. Một con chip chính hãng nó khác với một con chip hàng ngoài. Và đương nhiên là đối với con chip này thì nó có thể làm việc và nó có thể làm việc với tần số lấy mẫu từ 8 kHz cho đến 192 kHz. Thì trên thực tế là nó phụ thuộc vào cái con chip lập trình. Chúng ta sẽ cho phép cái con chip này nó hoạt động với cái tần số bao nhiêu lấy mẫu. Đương nhiên là tần số lấy mẫu càng cao thì chất lượng âm thanh đưa ra nó sẽ càng tốt, càng hay, càng mịn, được không ạ? Thế nhưng lại còn phải phụ thuộc vào chất lượng chip. Bản thân chip nó có làm việc được đến cái tần số đó hay không, hay nó chỉ là cái in. Anh em cũng thừa biết rồi, em cũng không có gì phải lăn tăn rồi, vì hàng China mà. Thì khi hàng Trung Quốc thì chúng ta cũng phải biết rằng nó muôn vàn muôn vẻ, mặc dù cái mác bên ngoài nó vẫn như nhau. Thì đấy là cái để chúng ta có thể nói rằng là đối với một sản phẩm
thì không, chúng ta không thể nhìn về bên ngoài được mà phải cảm nhận bằng chất âm. Chất âm sạch sẽ, chất âm chi tiết thì đương nhiên nó sẽ khác nhau, chứ nó thật sự là cũng không nhìn bằng cái bên ngoài được. Đó, thì đối với Siso là nếu như nhìn bằng cái bên ngoài thì chúng ta thấy nó rất là đơn giản. Còn thực tế về bên trong thì chất âm của Siso thì cũng được rất nhiều anh em cảm nhận và đã được đánh giá chuẩn xác rồi. Chúng ta quay lại thực tế về cái phần mềm. Thì ở đây phần mềm em đã kết nối với máy tính của Siso. Và chúng ta sẽ thấy đây, đối với Siso như em nói đây, nó có 4 mic và tương đương với 4 mic. Mỗi một group mic sẽ có một cái riêng biệt. Từ ở đây là mic A, mic B, mic C, tức là 4 mic nhưng chia ra làm 3 group. Chúng ta có thể làm một cái group mic echo, một cái group mic reverb và một cái group mic để các cái nhạc cụ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Trong khi đó đây là một cái giao diện hoàn toàn mới. Hoàn toàn mới, khác mới hoàn toàn với những cái giao diện cũ. Giao diện cũ thì chúng ta những cái phần đầu ra chúng ta liên quan đến phần sau này. Thì ở đây thì chúng ta lại có thể quan tâm đầu ra ở ngay tại vị trí mic A. Giả sử như mic A mình sẽ muốn xuất ra ao 1, xuất ra ao 2, được chưa? Tôi có thể từng ao được, hoặc có thể xuất ra ở cái reco. Đó. Nhưng mà đối với cái sản phẩm này thì chúng ta lại thấy là nó không có reco. Thì chúng ta không quan tâm đến cái reco. Đây là cái phần mềm này dành cho một cái có thể dành cho một cái tính năng nó đầy đủ hơn. Đối với Siso thì nó hay dùng chung phần mềm. Mic B tương tự như vậy, và chúng ta sẽ có vẫn có cái giao diện rất là dễ dùng. Echo và Revert. Nó vẽ hết ra cho chúng ta rất là dễ dùng. Và đương nhiên trong phần Echo Revert này chúng ta cũng can thiệp được đến cái vấn đề là anh em nhìn thế này, Echo AL và Echo AG, tức là vẫn có thể tạo được cái Echo System. Và chúng ta có thể quan tâm đến là chúng ta muốn xuất ra ở kênh nào, ở loa nào. Rất là đơn giản và dễ sử dụng luôn ạ. Tiếp tương tự như vậy về phần Music, chúng ta cũng có thể can thiệp được. Mỗi một phần Music có một cái group riêng, 1, 2, 3, 4. Tương tự như vậy, đây là group mic 1, 2 và cổng quang sẽ có một cái EQ khác nhau. Có vẻ nó rất là hữu hiệu, và đương nhiên anh em có thể xuất ra với cái mức âm lượng cũng khác nhau. Đó, cái này thì là cái sự tùy biến trong quá trình chúng ta cân chỉnh và setup với từng hệ thống âm thanh. Được chưa? Ngoài ra thì cái phần giao diện ở trên này thì không có gì thay đổi rồi. Vẫn thế. Phần output đây. Anh em có thể thấy rằng chúng ta có một cái can thiệp riêng của từng CH1 và nó mỗi một cột âm lượng sẽ liên quan đến từng CH1 luôn. Rất là dễ dùng và chúng ta có thể mute. Tương tự như vậy thì chúng ta có những cái vấn đề ví dụ như là delay, để chúng ta căn delay của từng loa, và phần compressor, phần nén tiếng của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể nói rằng là phần nén tiếng của Siso nó rất là mạnh rồi. Phần sub và các cái cổng khác thì đối với dòng Siso thì chúng ta hoàn toàn có thể quan tâm được đến như sau. Là đối với Siso thì nó như ở đây con vang này người ta không phân biệt đâu là sub, thì tùy anh em có thể thay đổi xem đâu là cái cổng sub của mình bằng cách như sau. Em sẽ chọn hai cái EQ. Em lấy bây giờ sử em chọn cổng 6 là sub chẳng hạn. Được chưa? Em sẽ chọn hai cái EQ và em sẽ sử dụng cái HVF và cái LPF để em cắt và biến nó thành cái sub. Được không ạ? Đó, và đương nhiên chúng ta cũng vẫn có thể thu nhỏ, bóp lớn tùy thích của chúng ta. Và đây, đó, anh em thấy không ạ? Thì hoàn toàn là cái về cái phần nói về cái vấn đề cân chỉnh sub thì nó cũng rất chi là đơn giản thôi, chứ không có cái gì là phức tạp và khó khăn cả. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta vẫn có một cái phần là phần filter. Ở trong này nó sẽ có những cái phần nâng tiếng mic để chúng ta làm cho tiếng mic dày lên này. Đây, dày lên này. Được chưa? Hay là nói chung là nhìn vào cái EQ thì anh em có thể biết đây là nâng tiếng mic rồi. Đúng không ạ? Đó, gan này. Đó, anh em thấy không? Được chưa? Mic này. Đấy. Đó. Nó đã là một cái vấn đề rồi. Tiếp theo là phần Music Max Bass. Vẫn là những cái tiếng làm cho tiếng bass của chúng ta nó sâu hơn, lực hơn và ấm hơn. Làm cho cái nhạc nó nghe như kiểu nhạc lossless. Và vẫn có một cái tính năng là Auto Music Level, là để tự cân bằng cái ngưỡng âm lượng đầu vào cho toàn thể anh em. Vì chúng ta là khi hát nhạc online là chúng ta sẽ có những cái bài hát nó lớn, nó nhỏ tiếng. Thì chiếc loa này nó sẽ xử lý cho anh em về những cái bài lớn rất là tuyệt vời. Và một cái tính năng là tự động nhận điều khiển, nó cũng rất là hữu ích cho anh em, để chúng ta có thể tự lấy cái điều khiển tại nhà, tại gia của chúng ta có và chúng ta sẽ cân chỉnh. Ngoài ra thì cái phần lưu mốt, lưu miếc này thì thôi em cũng không cần phải nói nhiều. Vậy sơ qua thì chúng ta đã thấy được rằng là con vang này đang có cái chất lượng âm thanh rất là
tốt. Anh em đúng không ạ? Anh em thấy không? Rất là tốt. Và chất lượng âm thanh thì đương nhiên là tí nữa chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta cùng nghe nhạc được chưa ạ? Còn cái tính năng ở trong cái sản phẩm thì hoàn toàn chúng ta có thể thấy rằng là rất là ok. Thì bây giờ em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta cảm nhận và chúng ta cùng là lắng nghe cái chất lượng âm thanh của cái dòng sản phẩm này. Và đương nhiên là chúng ta sẽ có hai cái hình thức, và để cho công bằng thì em sẽ test cái sản phẩm này với hai hình thức. Một cái hình thức là hình thức thu trực tiếp, và một cái là em sẽ hát với loa bình thường để chúng ta thấy được là cái chất âm thực tế của sản phẩm. Và anh em nên đeo tai nghe để chúng ta nghe, và chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả về thực tế khi chạy với loa bình thường, được không ạ? Vì em test vang mà, em không test loa, nên test vang là em có thể thu được trực tiếp. Khi thu trực tiếp thì chúng ta sẽ nghe được cái chất lượng âm thanh nó chuẩn hơn. Anh em đồng ý với em thấy không ạ? Còn nếu như loa thì chúng ta mà loa thì cũng không làm thế nào để mà thu trực tiếp được, đúng không ạ? Ok, bây giờ em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta lắng nghe. Và bây giờ thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta trải nghiệm thử với cái combo mà em đang chạy ở đây, và chạy với loa JD nhé. Đẩy JD, chạy với loa JD kết hợp với vang Q520. Và em mời anh em chúng ta sẽ cùng kiểm định cái chất lượng âm thanh. Giọng em thì anh em có thể nói là em nó đang hơi bị khản tiếng rồi, do bị rác họng, nhưng mà em đã kết hợp với mic KV12 và đẩy JD, loa JD với vang Q520 của Shiso. Thì em mời anh em hát cái chế độ là chế độ echo nhiều, echo nhiều và echo quyện nhé. Vì bản thân dòng Shiso thì anh em thử biết là nó rất ít echo, nhưng về phần vợt của nó rất mạnh. Thì bản thân vợt mạnh rồi thì em không test nữa, mà em sẽ chỉ cần test ở chế độ echo để xem cái tiếng echo nó như thế nào nhé. Em mời anh em chúng ta sẽ cùng thử, và anh em hãy đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận nhé. Bản thân dòng này thì vượt của nó đã mạnh rồi, mắc tinh mạnh rồi, và tinh hay rồi, thì em không cần test về gì phần gì vượt nữa. Đối với cái dòng van này thì khi chúng ta biết xét thì nó vẫn có cái echo quyện và mềm mại thôi. Thì bây giờ em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi nghe một cái bản được gọi là bản thu trực tiếp để chúng ta nghe trực tiếp từ con van này xem tiếng nó như thế nào.
dù giàu sang vẫn giữ nguyện giữ tình, vẫn một lòng mình là anh em, muôn kiếp là anh em. Dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu, nhưng đến với nhau đồng nghĩa gia đình. Xin một góc trong tim khắc tên của người anh em, dù đời ra sao vẫn giữ một lời hứa. Và mỗi khi nào người anh em cần tôi sẽ đến bên không chút do dự. Trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm được người anh em, đừng vì lời dối mà để lạnh mất hai từ anh em. Siso Q520 rất là trân trọng cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ Audio TMX trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau.